Hòa Minzy bị hủy 1.000 đơn hàng vẫn kiên trì livestream kiếm tiền nuôi con, chồng cũ có động thái lạ. Sau thời gian ồn ào chuyện tình cảm với người cũ, hiện Hòa Minzy đang tích cực chăm chỉ bán hàng online, bên cạnh việc tham dự các show giải trí và đi hát để có thêm thu nhập lo cho bố mẹ và con trai. Tuy nhiên, nữ ca sĩ mới đây khiến fan vô cùng lo lắng khi thông báo bị hủy tận 1.000 đơn hàng. Là nữ ca sĩ đình đám V-pop, Hòa Minzy không chỉ nổi tiếng với giọng hát và những bản hit mà Hòa Minzy còn được biết đến với tính cách vui vẻ hài hước. Bên dưới sân khấu, Hòa Minzy vẫn thường thu hút sự chú ý của netizen bởi những đoạn video đời thường gần gũi và có phần tấu hài của nữ ca sĩ. Thế nên khi lấn sân livestream bán hàng trong thời gian gần đây, không bất ngờ khi Hòa Minzy trở thành hiện tượng mới trong làng livestream. Nữ ca sĩ mang đến cho netizen và fan nhiều tình huống dở khóc dở cười, đặc biệt là khi tìm cách đánh dấu ngày tháng năm để không bị những tài khoản giả mạo khác dùng livestream của mình với mục đích xấu. Ngoài ra, với khả năng chốt đơn của mình, Hòa Minzy khi livestream bán hàng cũng liên tục cháy hàng và được nhiều người ủng hộ. Thế nhưng mới đây, mẹ bé Bo bất ngờ bị hủy hơn 1.000 đơn hàng. Hòa Minzy phân trần rằng, ban đầu đơn vị cung cấp hàng cho Hòa Minzy đã dự trù sẵn một số lượng hàng nhất định. Tuy nhiên, do nữ ca sĩ được ủng hộ quá nhiều, quá số lượng có trong kho mà nhập về thì không kịp, nên bị sàn thương mại điện tử hủy tự động cả nghìn đơn khi quá ngày giao hàng mà không có sản phẩm. Lý do này được đưa ra khiến nhiều khán giả không biết nên khóc hay nên cười cho cô nàng, bởi đôi khi được yêu thích quá cũng khổ. Dù vậy, nhiều khán giả cũng bình luận, hy vọng cô nàng sẽ được phía nền tảng hỗ trợ nhiều hơn giúp cho việc buôn bán và phát trực tiếp trở nên thuận lợi hơn. Được biết, đây cũng không phải lần đầu cô nàng hết hàng sớm hơn dự kiến. Cư dân mạng bình luận, thấy thương bà Hòa, bà ấy like nhiệt tình lắm luôn. Lần đầu mới thấy bị hủy đơn vì không đủ hàng bán, tội Hòa ghê, ai làm lại chị Hòa nữa. Trước đó, theo lời giọng ca gốc Bắc Ninh, lý do bản thân cô làm việc chăm chỉ, thậm chí không ngại mất hình ảnh khi làm nghề tay trái là vì những người thân yêu nhất. Nếu ai hỏi em vẫn đang cố gắng vì điều gì, tại sao làm ca sĩ nổi tiếng kiếm tiền tỷ rồi vẫn phải bán hàng ngày đêm, livestream khắp nơi không sợ mất hình ảnh hay sao? Em cũng sợ, cũng mệt, nhưng em không cho phép bản thân nghỉ ngơi vì những người thân yêu. Mẹ cũng vậy, mẹ đã mỏi mệt nửa đời người, giờ lại vất vả phụ con năm cháu để con yên tâm đi làm, nên con cả đời đền đáp công ơn bố mẹ là không đủ, nữ ca sĩ cho biết. Có thể thấy từ sau khi chia tay thì cuộc sống của Hòa Minzy cũng như bạn trai cũ luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Nếu như Hòa Minzy tập trung chăm lo cho quý tử, thì bạn trai cũ của cô là Thiếu Gia Minh Hải đã công khai có tình mới. Thời điểm Thiếu Gia Minh Hải công khai có người yêu hậu chia tay Hòa Minzy đã nhận về nhiều chỉ trích, bởi có một số ý kiến cho rằng người bạn gái mới chính là lý do khiến Minh Hải chia tay Hòa Minzy. Trước những điều này, Minh Hải cũng lên tiếng bảo vệ người mới. Về phía Hòa Minzy, cô cũng liên tiếp bảo vệ bạn trai cũ. Chính vì thế, khi nữ ca sĩ gặp nạn bị hủy đơn hàng, nhiều người tò mò thái độ của tình cũ. Tuy nhiên mới đây, dân tình lại bất ngờ phát hiện rằng bạn trai cũ của nữ ca sĩ đã khóa trang Instagram. Hiện tại, ai nấy cũng không thể tìm được tài khoản của Minh Hải. Nhưng trang Facebook thì vẫn còn hoạt động, nhưng tất cả các bài viết đều đã được Minh Hải ẩn. Giờ trang Facebook của anh đang ở trạng thái trống rỗng. Có thể thấy trước những chỉ trích vừa qua, có lẽ bạn trai Hòa Minzy muốn được yên tĩnh và để tránh sự bàn tán thì anh đã quyết định khóa Instagram và hạn chế chia sẻ những hoạt động của mình.